Tin bão khẩn cấp, cơn bão số 9. Hồi 7 giờ ngày 18 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 200 km về phía đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, 150 đến 165 km h giật giờ cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km đến 7 giờ ngày 19 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, cách Phú Yên, Khánh Hòa khoảng 220 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13-14 từ 135 đến 165 km trên giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 9,0 đến 16,0 độ vĩ Bắc. Phía Tây, kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km, đến 7 giờ ngày 20 tháng 12, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 220 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần Tam Bảo mạnh cấp 11, từ 100 đến 115 km h giật cấp 13. Vùng nguy hiểm do bão trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 10,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc. Phía Tây kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 21 tháng 12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc, 112,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển khu vực giữa biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, cấp 4. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh ở khu vực phía bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Ở vùng biển giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 10, sau tăng lên cấp 11, 12, vùng gần tam bão mạnh cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao nhất từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Từ đêm nay 18 tháng 12, ở vùng biển ngoài khơi Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8. Từ ngày mai tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần Tam Bảo đi qua cấp 11, 12, giật cấp 14. Sống biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Ở vùng biển ven bờ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Từ ngày mai tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần Tam Bảo đi qua cấp 10, 11, giật cấp 13. Sống biển cao từ 4 đến 7 mét, biển động dữ dội.